Sau Nhật xin chào các bác, em lên sóng phục vụ các bác một cái chiếc máy lọc khí Daikin MCK55 hay gọi là Daikin cột. Đây là cái mẫu mã thiết kế mới của Daikin các bác ạ. Một cái dòng mẫu mã thiết kế rất là gọn. Đấy. Nó có cái chiều cao vào khoảng 3 găng tay các bác nhé. Chiều ngang này thì tầm khoảng 25 phân vuông. Tức là nó thiết kế gọn này, mình có thể đặt bất kể góc nhà nào cũng được. Trông nó rất là sang, gọn, tiện lợi. Mẫu Daikin đời mới. Con này đầu biến áp điện 220V rồi. Hình thức màu mận khá là đẹp rồi nha. Mặt trước rất là bóng loáng đẹp. Hình thức con này còn rất là mới này. Tất cả các tính năng của máy đây thì các bác nhìn là nó dễ sử dụng thôi. Con này là chỉ có hai nút bấm. Đầu tiên nút này tắt bật buồng các bác nhé. Nút này là chuyển đổi các chế độ lọc khí này. Các bác nhìn các chế độ gió này. Đấy, to nhỏ khác nhau. Yeah. Đấy, rồi là lên đây là chế độ tự động này, chế độ lọc tiết kiệm này, chế độ phấn hoa, lọc bụi phấn hoa này, chế độ là da họng này. Đấy, rất là dễ thôi. Đây là buồng không báo không có nước, để mã số 1 trong ruột này, ruột gan rất là mới các bác nhé. Đây là bình nước này, này màng tạo ẩm này, cực mới luôn. Này màng than này còn cả một cái lớp gì trên này. Đấy, zin luôn. Màng HEPA zin còn rất là mới các bạn nhé. Một con máy rất là xuất sắc. Đấy. Chiếc này thì các bác dùng cho phòng vào khoảng 40 mét vuông đổ lại. 40 mét vuông đổ lại. Hàng Nhật Daikin xịn. Năm sản xuất 2015. MCK55 series máy 0238. Yeah. Mọi thứ chuẩn chỉ rất là đẹp luôn. Đầu bên áp điện 220V rồi. Cái chiếc này bán là 2,5 triệu bảo hành 1 năm nhé. Giá 2,5 triệu bảo hành 1 năm chi phí vận chuyển. Các bạn nào có nhu cầu các bạn ủng hộ bên em nhé. Chào các bạn.